Kính thưa chủ tọa đoàn, thưa các quý đồng nghiệp, tôi rất là hân hạnh khi mà có cơ hội được tham gia hội nghị trực tuyến ngày hôm nay, và tôi xin được trình bày cái nội dung trình bày của tôi liên quan tới cái tác động của COVID-19 tới bệnh lao, giải pháp và các cơ hội cho tương lai. Để tham khảo cho cái nội dung của bài trình bày, tôi sử dụng cái báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về bệnh lao năm 2020, sơ kết 6 tháng đầu năm 2021, mô hình bệnh viện an toàn phòng chống COVID của Bệnh viện Phổi Trung ương, cũng như là được sự cho phép của một số Facebooker cho cái nội dung của bài trình bày. Bài trình bày của tôi thì gồm có 4 phần. Thứ nhất là về cái tình hình dịch COVID trên thế giới và Việt Nam, về tác động của dịch COVID tới bệnh lao trên thế giới và Việt Nam, những tác động giải pháp để duy trì hoạt động kiểm soát lao và những cơ hội từ dịch COVID để có thể kiểm soát bệnh lao. Thứ nhất là về cái tình hình COVID trên thế giới thì cũng xin được nhắc lại một chút, có lẽ là chưa bao giờ chúng ta cảm nhận một cách rõ ràng như thế, cụ thể tới từng cá nhân ở trong xã hội, tới từng khía cạnh của cuộc sống. Những cái tác động này thì từ những cái mà có thể là chấp nhận được cho tới những cái nặng nề nhất đấy, tức là những cái số lượng người mà đã tử vong ở trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam. Và những cái ảnh hưởng này thì vẫn còn rất là sâu sắc và cũng vẫn còn kéo dài. Tại Việt Nam thì chúng ta đang ở đợt dịch thứ tư và hy vọng rằng là đợt dịch này thì sẽ sớm kết thúc hoàn toàn. Thế nhưng mà điều này có lẽ là sẽ có thể xảy ra khi mà chúng ta cũng đã phải chấp nhận một cái sự thực là phải sống chung với cả COVID. Và trong cái đợt dịch này thì tất cả những cái tác động và những cái ảnh hưởng của COVID thì chúng ta đều đã cảm nhận được. Thì với cái số lượng mà người tử vong lên đến 21.000 liên quan tới COVID thì thực sự là một cái tổn thất rất là lớn đối với đất nước ta trong cái giai đoạn vừa rồi. Với ảnh hưởng của bệnh lao thì thứ nhất là với ở góc độ trên 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 thế giới thì trên cái báo cáo của năm vừa rồi thì có tới khoảng 1,4 triệu người là không được chăm sóc điều trị lao. Báo cáo này thì được tổng hợp từ những cái số liệu của 84 quốc gia. Thế và thấy rằng là so với cả năm 2019 thì số lượng mà được phát hiện ra chỉ có là 4,9 so với cả 6,3 triệu của năm 2019, tương đương với giảm là 21%. Thì con số giảm này cũng phản ánh được khá là chính xác với sự giảm của các quốc gia trên thế giới. Tức là có những nước thì nhiều hơn, có nước thì lớn hơn, nhưng mà trung bình là con số này. Và đây là cái con số mà của thời điểm năm 2015, tức là cách đây 6 năm. Ở đây thì chúng ta cũng 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 chưa lạc quan được đến mức rằng là do là tại vì là cái bệnh lao nó giảm mà dẫn đến là ta giảm được cái con số nó lớn như thế này. Và cái tốc độ giảm của bệnh lao thì trung bình toàn cầu chỉ có 1,4 thôi. Việt Nam mình là gần 4%. Thế nên con số 21% này không thể xuất phát từ cái gọi là giảm về bệnh lao ở toàn cầu, mà thực sự đây là cái tác động của COVID. Ở trong đó thì cái số ca lao mới là giảm được nhiều nhất, đấy, bị giảm nhiều nhất. Đấy. Thế và những cái ca này thì rõ ràng khi mà chưa được phát hiện thì nó sẽ tiếp tục lây lan ở trong cộng đồng, và chừng nào khi chưa được phát hiện thì cái tổn thương lao nó tiếp tục là nặng lên. Một cái mô hình của Tổ chức Y tế Thế giới dựa trên ba cái quốc gia. Đấy. Là Ukraine, Nam Phi và Kenya, thì ba cái quốc gia này có cái mô hình bệnh lao nó đại diện cho các quốc gia trên thế giới, đó là có tỷ lệ
lao kháng thuốc cao, có tỷ lệ HIV và có cái vai trò của hệ thống y tế tư. Đấy. Ví dụ như là Ấn Độ chẳng hạn thì cái vai trò của hệ thống tư đối với cả kiểm soát bệnh lao cũng rất là có tác dụng. Thế thì khi mà mô hình dựa trên cái ba quốc gia đại diện này, cái số liệu và mấy một cái giả định rằng nếu như mà cách ly xã hội trong 3 tháng và cần khoảng 10 tháng để phục hồi thì cái số ca mà phát hiện trung bình là giảm khoảng 25%. Đấy. Cái slide vừa trước thì đấy là cái con số mà ghi nhận. Thế còn cái này, cái mô hình này là để dự báo cho cái tác động của cái tác động của COVID trong cái thời gian tới, và tương đương và dự báo là sẽ có khoảng 190.000 ca tử vong liên quan tới Lào. Và trong giai đoạn từ 2020 đến 2025 thì sẽ có thêm 6,3 triệu ca bệnh Lào trong tương lai. Đây là cái số liệu vào cái giai đoạn mà khi mà chủng Delta còn chưa hoành hành, chưa phải là các làn sóng dịch lớn. Nếu như mà với chủng Delta, với cái tốc độ lây lan của chủng Delta thì cái tác động nó còn lớn như thế nào, và con số có lẽ là nó sẽ còn gấp hơn nhiều lần so với cả những con số dự báo từ cái nghiên cứu này. Ở đây là cái sơ đồ về cái số lượng bệnh nhân lao được chẩn đoán ở các quốc gia. Trong đấy thì những cái đường đen này là cái con số biểu thị số ca lao trung bình ở các quốc gia được trong năm 2019. Đấy. Thế và rõ ràng ta nhìn thấy ở trên này, ta thấy cái sự sụt giảm rất là rõ. Đấy. Rất là rõ so với cả cái con số trung bình của năm 2019. Về tác động của COVID tới bệnh lao ở Việt Nam thì Việt Nam cũng là một trong 16 cái nước mà có cái số lượng bệnh nhân giảm, nó góp phần vào cái tỷ lệ làm giảm phát hiện và ghi nhận ca bệnh lao ở trên toàn cầu. Điều này thì cũng 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 rõ thôi, bởi vì chúng ta vẫn là nằm trong những cái nước có gánh nặng nặng bệnh lao cao nhé. Và cái biểu đồ này thì nó cho thấy là cái số bệnh nhân chúng ta cũng cũng bị sụt giảm đáng kể so với năm 2019, đặc biệt vào thời điểm mà của cái đợt dịch thứ tư, tức là vào khoảng độ của cái tháng tháng 8 vừa rồi. Đây là số liệu báo cáo của chương trình chống lao quốc gia. Thì so với 8 tháng đầu năm 2021 ghi nhận so với 8 tháng của năm 2020 thì cái số lượng giảm là khoảng 11.000, giảm 11.000 trường hợp. Năm 21 ta chỉ có 51.000 6 tháng, 8 tháng đầu năm, trong khi năm 2020 là được 63.000. Đấy. Như vậy là có 18.000 tương đương với 18, giảm 18% cái tỷ lệ mà ca bệnh lao được phát hiện so với cùng kỳ. Và ở một số tỉnh thì cái số lượng giảm rất là đáng kể. Giảm, ví dụ như Hưng Yên giảm tới 45%, Bắc Giang 41%, Quảng Ngãi 41%. Thì đây cái con số mà giảm, mà đặc biệt đây là giảm thu nhận bệnh nhân lao phổi mới, thì nó cũng 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 phản ánh được cái thực tế rằng là những cái trường hợp mà mới có triệu chứng, những cái trường hợp mà bị lao lần đầu thì họ họ gặp những cái rào cản gì đó mà họ không được phát hiện ra, trong khi đáng ra thì họ phải được phát hiện thì họ lại không được phát hiện ra. Thế còn cái lao tái phát thì cái người mà bị tái phát thì người ta có cái kinh nghiệm rồi và người ta biết tìm đến đâu. Và bản thân một cái người mà đã có từng có tiền sử lao thì khi đến cơ sở y tế thì cũng dễ là sẽ được được làm các xét nghiệm về lao để chẩn đoán hơn so với các cái người lao người mà lần đầu đến với những cái triệu chứng nghi lao. Vâng, thì đấy là những cái con số cho thấy là cái tác động của dịch COVID tới bệnh lao ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Thế thì những cái nguyên nhân nào mà ảnh hưởng tới cái tác động này? Thì thứ nhất là nhìn dưới góc độ mà tác động tới các bệnh viện. Ở đây là bao gồm cả chuyên khoa, ngoài chuyên khoa, y tế tư.
Cái điều thứ nhất đó là cái việc mà tất cả các bệnh viện đều phải tổ chức lại hoạt động của bệnh viện. Đấy. Nếu không tổ chức lại những hoạt động của bệnh viện thì hoặc là sẽ dính Covid đóng cửa, hoặc là không đủ tiêu chuẩn an toàn thì cũng đóng cửa. Thế thì từ những cái việc như là phải phân luồng, xác định nguy cơ các nhóm đối tượng, nhân viên, bệnh nhân mới, tái khám, khách, rồi cái việc mà phải bố trí những khu vực lưu bệnh nhân để nghi ngờ, bổ điểm cho các khoa, giảm tiếp nhận bệnh nhân, rồi rất nhiều những cái bệnh nhân bệnh viện chuyên khoa lao ở bệnh phổi thì phải một nửa sử dụng cho điều trị lao và một nửa để điều trị Covid. Đấy. Thì rõ ràng cái việc mà tổ chức lại hoạt động này của bệnh viện ảnh hưởng rất là lớn tới cái chức năng nhiệm vụ của bệnh viện. Đấy. Nhưng đây cũng là một cái rất là quan trọng. Nếu như không không làm được cái việc tổ chức lại hoạt động của bệnh viện này thì không đảm bảo an toàn để phòng chống Covid. Đấy. Và điều thứ hai nữa là những nguồn lực ấy, tại các bệnh viện thì bị điều chuyển cho hoạt động Covid rất là nhiều. Đấy. Nhân lực phải tham gia điều trị bệnh nhân Covid. Đấy. Thế và bệnh nhân điều trị Covid, nhân lực cho điều trị Covid thì lại phải có một lượng nhân lực để dự phòng, để khi mà cái kíp này ra thì kíp kia lại nghỉ để vào, rồi nhân lực phân công cho những cái công việc như là sàng lọc, điều trị, cách ly, tham gia chống dịch. Thì rõ ràng có rất nhiều những cái công việc mà trước đó không phải làm thì bây giờ các bệnh viện phải làm cái nhiệm vụ đấy, và như vậy thì cái nguồn lực bị điều chuyển và bị chi phối, rồi ưu tiên cho hoạt động xét nghiệm đấy, của về Covid. Những bệnh viện nào mà cụ thể ở đây là những cái cơ sở có những cái hệ thống máy móc để phục vụ cho chẩn đoán xét nghiệm X-quang, rồi hệ thống real time PCR, expert đấy, thì được ưu tiên để cho sử dụng theo chẩn đoán về 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 Covid. Thế và đây là cũng là những cái tác động theo cái hướng là để làm bị giảm cái cơ hội để chẩn đoán lao ở các bệnh viện. Những tác động của Covid tới cái y tế ở tuyến và ở cơ sở thì cũng tương tự như vậy. Đấy, ở các tuyến thì phải căng mình ra để chống dịch. Đấy, phải tập trung nhiều ưu tiên cho những cái công việc như là truy vết, như là tổ chức xét nghiệm, tổ chức cách ly. Chính vì vậy mà những cái công việc hoạt động thường quy, thường nhật bị ảnh hưởng. Đấy, và hầu hết các đơn vị thì phải ngừng cái công việc là phát hiện, kế hoạch phát hiện chủ động tại các tỉnh. Đấy. Do là yêu cầu về 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 giãn cách, về tránh tập trung. Đấy. Rồi các hoạt động về phân phối, cung ứng trang thiết bị cũng bị chậm lại. Và đặc biệt nữa là ở tuyến cơ sở. Đấy. Và kể cả ở đâu cũng thế thôi. Đấy là cái tình huống mà nhiều khi chúng ta không biết là nên làm như thế nào trong cái tình huống liên quan đến dịch. Bệnh nhân không có thuốc, thế nhưng mà liệu có thể là vượt rào, đấy. Nói vượt rào trong cái nghĩa nháy nháy là cách gì đó để mà cung cấp thuốc cho bệnh nhân được không? Đấy. Thế thì không có đầy đủ giấy tờ, thế nhưng mà liệu là rằng là có thể vẫn cấp thuốc cho bệnh nhân được không? Thì tất cả những cái đó cũng là những cái mà trong thực tế là trong cái mùa dịch vừa rồi chúng ta đã trải qua. Đối với người bệnh thì nó cụ thể hơn rất là rất nhiều, đặc biệt là trong những cái đợt mà giãn cách, cách ly. Thế thì với cái tinh thần chống dịch như chống giặc, và với cái việc rằng những cái quy định nó rất là cụ thể và rõ như vậy, thì cái việc mà đi lại gần như là không không thể, không được đi và không có phương tiện để đi lại. Đấy. Đặc biệt là cái tâm lý ngại khi mà tới bệnh viện, sợ lây nhiễm là có thật. Đấy. Thế và thôi thì đợi đi, cố gắng tránh nó qua đợt dịch thì đi. Đấy là cái tâm lý rất là phổ biến. Chưa kể rằng là với những cái bệnh nhân lao, những cái bệnh nhân mà có vấn đề về hô hấp thì khi mà đi khám với những cái triệu chứng như vậy thì chắc chắn là sẽ được cách ly, chắc chắn là sẽ được phân luồng và được làm các xét nghiệm liên quan tới Covid trước khi mà làm các xét nghiệm khác. Đấy. Và với người bệnh thì thuốc, đặc biệt là thuốc mà khi đã được về cơ sở thì vì những cái lý do như trên mà thuốc không không chuyển được về, không lĩnh được thuốc. Đấy. Những cái tình huống phức tạp liên quan tới chuyên môn thì thực tế là gần như là không được hỗ trợ. Đấy. Chưa kể là người
bệnh còn không có thu nhập và phải ưu tiên cho những cái hoạt động khác. Thì những cái slide sau đây thì minh họa cho cái ý tôi vừa nói. Thì đây là cái câu chuyện về một cái bệnh nhân nữ là một thai 31 tuần nhưng vì tác động của Covid mà không đi khám. Đấy. Thế và đến lúc mà ho ra máu cấp cứu thì bệnh nhân mới 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 phải phải vào viện. Và vào viện thì bệnh nhân ho ra máu rất là lớn, may mà cấp cứu kịp. Thì sau đó thì bệnh nhân về nhà. Đấy. Nhưng sau đó thì cũng không ổn và lại ho máu lớn, và lần thứ hai bệnh nhân vào viện thì cái tình trạng ho máu nó còn còn nghiêm trọng hơn, và bệnh nhân phải mổ bắt thai ngay tại trong viện trong tình trạng là được thở máy. Đây là cái chia sẻ của một bạn là tên là Phượng Nguyễn. Bạn này là một bệnh nhân lao, và sau khi khỏi thì bạn ấy có những cái đóng góp rất là tích cực đối với cả những cái hoạt động liên quan tới hỗ trợ cộng đồng. Thì đây là bạn ấy chia sẻ những cái tin nhắn với những cái người ở những cái khu vực bị cách ly khó khăn. Đấy. Thì đọc những cái nội dung này thì các bạn có thể thấy được liên quan tới những cái khó khăn của người bệnh trong cái giai đoạn này. Đấy. Hết thuốc nhưng mà lên trạm rồi nhưng mà dịch căng quá chưa có thuốc về. Đấy. Hoặc là một bệnh nhân này thì đang điều trị ở Phạm Ngọc Thạch nhưng mà bây giờ để mắc kẹt ở Đồng Nai. Đấy, không biết làm như thế nào. Đấy. Mua thuốc thì thuốc cũng quá mắc, quá đắt. Đấy. Mà vẫn phải mua. Đấy. Thế rồi điều trị lao mà hết thuốc thì cũng không biết làm thế nào và đành là phải mua thuốc ở ngoài. Đấy. Thế thì để duy trì các hoạt động phòng chống lao đấy, thì sẽ cần phải làm như thế nào? Đấy, thứ nhất là phải đảm bảo an toàn phòng chống Covid.